Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh youtube chính thức của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Ghi nhận lúc 21 giờ tối ngày 9 tháng 1, lực lượng chức năng vẫn có mặt phong tỏa hiện trường máy bay quân sự Su-22 rơi tại khu dân cư Bình Ninh, phường Điện Nam Bắc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Khu vực phần đuôi máy bay rơi, ở đây là bãi đất trống, bên cạnh sườn của các hộ dân Tại hiện trường, xe cẩu, máy cắt cùng các thiết bị khác đã được đưa vào. Hàng chục chiến sĩ công nhân tiến hành cưa cắt phần đuôi máy bay. Cách đó vài chục mét, một tổ chiến sĩ sới tung khu đất, dọi đèn pin và tìm kiếm mảnh vỡ máy bay. Xe quân đội liên tục chở các thiết bị, mảnh vỡ từ máy bay ra khỏi khu dân cư trong đêm. Việc tiếp cận tìm kiếm xử lý xác máy bay bắt đầu từ chiều ngày 9 tháng 1, tuy nhiên do khối lượng công việc quá lớn nên lực lượng chức năng tiếp tục làm xuyên đêm. Chiều ngày 9 tháng 1, giám đốc bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức, thị xã Điện Bàn tỉnh Quảng Nam, Trần Công Ân cho biết một người dân bị chấn thương sọ não sau vụ máy bay quân sự rơi. Cụ thể, khi đang làm đồng, bệnh nhân Nguyễn Thanh Hùng 54 tuổi bỗng nghe tiếng rít của máy bay trên bầu trời, nhìn lên, ông thấy vệt khói dài và một chiếc máy bay đang lao nhanh xuống mặt đất. Sau tiếng nổ lớn, người đàn ông này không may bị một mảnh của máy bay văng trúng đầu. Bệnh nhân nhanh chóng được người dân đưa đến khoa cấp cứu bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức. Theo chẩn đoán ban đầu, bệnh nhân bị chấn thương sọ não, xuất huyết dưới nhện, vết thương phức tạp vùng đầu. Sau khi được xử lý vết thương, hiện tại bệnh nhân tỉnh táo các cơ quan đoàn thể thị xã điện bàn đã đến thăm và hỗ trợ ban đầu cho gia đình bệnh nhân